Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Đồ của Thành xin giới thiệu với các bạn bộ trưng ký hàng đại trương phiên bản không cẩn. Ghế dài 2 mét, gỗ thì rất là đẹp, chân này là 12 phân, chân này là 12 vuông, chân này 12 phân vuông, hàng nạc hết, sạch giáp, cái dìm này rất là dè. Đó, dìm này gần 3 phân. Dìm này ra gỗ gần 3 phân. Dựa lưng cũng vậy. Cái dựa lưng này cũng rất là dày. Dựa lưng này ra gỗ cũng gần 3 phân. Hết sức là chắc chắn. Phần này hơn 5 phân. Phần này bị dày hơn 5 phân, phần đầu đây bị dày hơn 5 phân. Mặt ván thì đẹp rồi. Ván cực kỳ đẹp. Một bàn một ghế cực kỳ đẹp. Liên lạc gỗ gỗ mặt dìm bàn cũng vậy, dìm bàn hết sức là chắc chắn. Đây là phiên bản không cẩn, và phiên bản cẩn thì chúng tôi đang làm.